Lời của chị rất nhiều á. Xin cảm ơn rất nhiều. Ở khi nãy đứng bên trong thì có một số bạn nói à, anh Vĩ ơi, hôm nay anh có thể là hát bolero được không? Chắc chắn rằng sẽ được rồi. Bởi vì khi nhắc đến bolero thì Vĩ không quên tri ân tình cảm yêu thương của khán giả ở khắp nơi đã dành cho Lưu Chí Vĩ trong những năm qua, đặc biệt là những liên khúc trữ tình. Khi mà nhắc đến liên khúc thì Vĩ cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui mừng được sự yêu thương của quý vị khán giả. Có những liên khúc bolero đến giờ phút này khi nhìn lại lượt xem trên 100 triệu view mà Vĩ có rất là nhiều liên khúc được quý vị thương mến. Đây là một cái tấm chân tình của quý vị đã dành cho Vĩ. Vĩ sẽ hứa sẽ là hát tốt nhiều hơn nữa để có những sản phẩm đặc biệt hơn nữa để dành cho khán giả thân yêu của Vĩ đã yêu thương Vĩ trong suốt thời gian qua. Cảm ơn tình cảm này rất nhiều ạ. Và khi nãy, xin cảm ơn. Khi nãy ra thấy bọn Quỳnh Anh đã hát một cái bài mà xưa đây mà các bạn đã yêu thích rồi, thì Vĩ cũng lại nhớ đến một bài hát, chắc có lẽ là ca khúc đầu tiên Vĩ xin phép gửi đến một bài hát mà đã đem cái tên Lưu Chí Vĩ đến gần gia đình chúng ta hơn. Đó là câu chuyện tình yêu có ba người, bài hát quen thuộc có tựa đề Người ấy và tôi, em chọn ai. Mến tặng gia đình chúng ta ca khúc này. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Tình yêu đã vượt xa khi bao ngày qua, tôi đã nhận ra em đã không như là tôi. Một tình yêu đã dần trôi, con tim lẻ loi, đến lúc biết em phải ra đi. Giọt lệ đắng cay bờ mi, ai mong đợi chi? Con tim ai cũng sẽ phải một lần đổi thay. Kể từ đây em là em, tôi sẽ là tôi. Em cứ bước đi con đường em, đường em đi đi giờ đây, do em chọn lấy. Xin em từ đây đừng tìm đến tôi làm chi, dù ngày sau sẽ làm sao chẳng liên quan gì nhau. Em đừng về đây và như thế, tôi chẳng biết, tôi chẳng nghe, tôi chẳng thấy. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ không được gì, vì tôi chỉ có em. Tôi không là giấc mơ đời em được hạnh phúc. Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi, ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi. Người ấy và chính tôi trong cuộc tình chúng ta, em phải nhận ra một người thôi. Yeah.
tay rất là dễ thương của gia đình chúng ta. Và ngay sau đây chắc có lẽ